đảo bên phải. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đây là hàng sáng tối đây. Ui giời, mát quá. Được đồng chí lái thuyền kayak cho. Bên trái. Cẩn thận cục đầu. Bên trái. Ôi giời. Rồi. Sướng chưa? Sướng thế. Bên phải. Bên phải. Đấy là bên trái rồi, bên phải cơ. Đảo bên phải đi. Tay phải cơ mà. Đấy là bên tay trái, con hiểu chưa? Bên phải cơ mà, đấy. Bên phải. Bên phải, đọc bên phải không thôi. Đảo đi. Không. Ông vẫn sợ rơi à? Sướng thế. Wow. Ấy, hàng sáng tối đấy. Hàng sáng tối có cả con người. Sướng kìa. Đây là bây giờ đào để đảo đều cả hai bên cân vào. Thiên nhiên thật hùng vĩ. Tuyệt vời. Cháu chuẩn bị lấy vợ được rồi đây. Đấy, cháu chuẩn bị lấy vợ được rồi đấy. Cái chèo được thuyền này là lấy vợ được rồi đúng không? Tay phải, tay phải. Tay phải. Đấy. Cảnh thật hùng vĩ, tuyệt vời.